Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì lại quay trở lại rồi đây, sau chắc cũng phải 2 tuần. Thì xin lỗi mọi người vì đợt thời gian vừa rồi là Chi quá bận. Chi biết là câu này rất là quen thuộc với các bạn, nhưng mà Chi sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn, rất nhiều, ra video nhiều hơn trong tháng 2, từ năm sau trở đi. Bởi vì từ năm sau trở đi, từ tháng 2 trở đi thì Chi sẽ tập trung nhiều vào cái việc mà giúp đỡ chung cho mọi người nhiều hơn, chạm tới càng nhiều bạn càng tốt bằng việc là ra video cộng với làm trải bài chung trên Instagram. Hiện tại thì Chi vẫn làm trải bài chung trên Instagram rất nhiều, hầu như ngày nào Chi cũng sẽ có, à không phải ngày nào mà cách 2 ngày Chi lại có một cái trải bài chung ở trên Instagram. Và Chi thấy cái điều đó chạm được tới rất là nhiều câu chuyện của rất là nhiều bạn, cho nên là Chi giữ cái việc đó khá là thường xuyên. Còn việc ra video thì Chi sẽ cố gắng làm nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới, thời gian từ tháng 2 trở đi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề chung như thế này. Lúc đầu thì chắc là các bạn nhìn tựa đề thì các bạn cũng sẽ biết thôi, nhưng mà lúc đầu thì Chi có dự định là làm một cái video liên quan đến việc là năm 2020, hoặc là tháng 1, hoặc là dự đoán tháng tình yêu sự nghiệp học tập, giống như những cái video lần trước. Nhưng mà Chi cảm thấy rằng là nếu như mà mình làm những cái video đó thì có vẻ như sau một thời gian nữa mà các bạn quay trở lại thì các bạn sẽ không có nội dung nào để xem cả. Cho nên là Chi làm một cái video với một cái chủ đề rằng là chuyện tình cảm, mối quan hệ tình cảm, câu chuyện tình cảm, năng lượng tình cảm của các bạn trong vòng 3 tháng nữa nó sẽ như thế nào. Thì cái thời gian mà 3 tháng nữa nó sẽ rộng hơn rất là nhiều và nó không giới hạn cái khoảng thời gian cụ thể. Cho nên là cho dù là vài năm nữa các bạn quay trở lại đây, các bạn xem cái video này thì nó vẫn có giá trị. Cộng thêm việc là các bạn chọn tụ bài hôm bữa, Chi có thấy rất là nhiều comment của các bạn hỏi về cái việc này. Thì cái việc các bạn chọn tụ bài là các bạn, nó không giới hạn trong chuyện là các bạn phải chọn đúng một tụ thôi. Các bạn có thể là chọn 2 tụ, thậm chí là cả 3, 4 tụ nếu như các bạn thực sự bị thôi thúc chọn tất cả những cái tụ đó. Thì hãy lắng nghe cái trực giác mình là cái điều quan trọng nhất. Và trong cái khoảng thời gian mà tháng 2 sắp tới nữa thì Chi sẽ cố gắng làm thêm ra những cái video đầu tiên về chuyện huyền học, tâm linh, những cái mà Chi đang làm, những cái mà Chi đang theo đuổi, đặc biệt là cái sự chữa lành. Hiện tại thì tháng 1 này Chi đã kín lịch rồi, cho nên là các bạn đang request tin nhắn Chi để mà xem tarot trải riêng á, thì hiện tại là Chi chưa có mở lịch. Sang tháng 2 thì Chi mới mở lịch, và Chi đã làm đầy đủ những cái list các cái gói coi của mình cộng với các cái gói mà chữa lành nữa, và Chi đăng nó ở trên Instagram. Thì các bạn có thể qua đó để tìm hiểu thêm thông tin về Chi cũng như những cái mà Chi đang làm. Ok, thì ngay bây giờ sẽ đi vào phần chọn tụ bài. Hôm nay thì Chi chỉ có 3 tụ bài thôi, bởi vì lát nữa là Chi lại có thêm một bạn khách nữa, cho nên là Chi sẽ làm tranh thủ làm 3 tụ bài cho các bạn thôi. Nhưng mà Chi mong là những cái thông điệp mà Chi gửi tới nó sẽ chạm được tới nhiều khán giả, độc giả, khán thính giả nhất có thể, và các bạn theo dõi Chi nhất có thể. Ok, thì hôm nay có 3 tụ bài. Mối quan hệ, à xin lỗi, năng lượng tình cảm, câu chuyện tình yêu của các bạn trong vòng 3 tháng tới nó sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta có 3 tụ bài, 1, 2, 3. Thì tụ bài đầu tiên sẽ là Opal. Trụ đá này là trụ đá Opal. Da nắng rất là đẹp, nó lên có những trụ đẹp thì nó sẽ lên 7 sắc cầu vồng, nhưng có trụ này thì nó có xanh và vàng nhiều. Là Opal thì có xanh và vàng nhiều hơn. Để biết thêm chi tiết về đá, được được biết nhiều thêm thông tin về đá nữa thì các bạn có thể truy cập vào cái trang Bubble Crystal trên Instagram của Chi để có thể biết thêm nhiều về đá và đọc thêm nhiều về đá. Thứ hai là chúng ta có trái tim vân, thạch anh tím, và cuối cùng là chúng ta có thạch anh hồng một viên. Ok, các bạn hãy pause pause lại nếu như cần thời gian để mà chọn thêm tụ đá cho mình nhá. Thì bình thường thì Chi có chia sẵn
bài, nhưng mà dạo gần đây thì Chi cảm thấy là Chi sẽ có vẻ kết nối tốt hơn nếu như Chi shuffle chào bài và trải bài ngay lập tức trực tiếp ở trên video. Ok, các bạn hãy pause lại nhá nếu như cần thêm thời gian để chọn tụ bài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên là tụ trụ opal. Dẹp cái này sang một bên. Ta có trụ opal nhá. Năng lượng tình cảm của các bạn trong vòng 3 tháng nữa. Năng lượng tình cảm của các bạn trong vòng 3 tháng nữa, câu chuyện tình yêu của các bạn sẽ như thế nào, có sự chuyển biến gì không? Kết nối với tất cả những các bạn mà chọn trụ opal. I invite my spirit guides, my higher self, my goddesses, my ancestors, my universe, my mother fire, supreme intuition, my archangel, Archangel Gabriel, supreme intuition and hope, connecting with all of the people who choose anyone. Kết nối tất cả những bạn chọn trụ opal đầu tiên. Năng lượng tình cảm của các bạn sẽ như thế nào trong vòng 3 tháng tới? Câu chuyện tình cảm, câu chuyện tình yêu có gì chuyển biến mới không? Năng lượng như thế nào? Có sự thay đổi gì không? Có gặp thêm ai không? Oh. Đầu tiên là chúng ta có make the effort and separation. Có vẻ như là các bạn đang, những bạn mà chọn tụ một này, các bạn đang cố gắng rất là nhiều để xây dựng một cái mối quan hệ nào đó. Có nghĩa là một số bạn trong cái tụ này thì hiện tại chị đang thấy cái thông điệp lớn nhất là các bạn yêu xa, hoặc là các bạn không có liên lạc nhiều với nhau, hoặc là các bạn trong một mối quan hệ nhưng mà các bạn không có liên lạc nhiều với nhau, hoặc là các bạn yêu xa về khoảng cách địa lý, hoặc là nếu như các bạn không trong một mối quan hệ thì có thể là các bạn đang có crush, hoặc là đang lằng nhằng với một cái mối quan hệ nào đó mà các bạn không có nhiều tương tác, không có nhiều cái sự liên lạc với nhau. À, thậm chí là cũng có thể là ở xa nữa, nhưng mà nói chung là bạn và đối phương đang không có những cái sự tương tác với nhau và bạn đang cố gắng rất là nhiều để mà tìm cách bồi đáp, để mà tìm cách tiếp tục cái mối quan hệ này. Tình cảm trong vòng 3 tháng tới. 3 tháng tới thì hiện giờ Chi nhìn thấy nó không có phải là năng lượng tình yêu quá là nồng nhiệt ở trong 3 tháng tới, mà kể cả đây là mối quan hệ tình cảm hay là quan hệ bạn bè hay là quan hệ gia đình thì nó cũng sẽ giữ ở cái mức gọi là tạm ổn. Có nghĩa là ok, bạn và cái đối phương là tán tỉnh với nhau này, rồi là có những cái cuộc nói chuyện với nhau, có những cái gọi là thả thính á, với crush chẳng hạn. Thì đó sẽ là năng lượng mà Chi nhìn thấy nhiều nhất ở trong vòng 3 tháng tới. Các bạn cũng trò chuyện với bạn bè mình rất là nhiều, hỏi ý kiến bạn bè mình rất là nhiều, xem là không biết là mình với crush sẽ như thế nào, mình nên làm như thế nào trong cái khoảng thời gian này. Với một số bạn Chi nhìn thấy là các bạn và crush của mình á, có nghĩa là có rất nhiều tình cảm với nhau rồi, nhưng mà không có ai muốn nói ra cái điều này trước cả, kiểu như là đưa đẩy nhau ấy, kiểu như là người này người nào cũng muốn nhưng mà không ai chịu nói ra ấy. Và có thể là mình sợ rằng là mình nói ra thì sẽ không, cái người kia sẽ không đáp lại tình cảm của mình, hoặc là mình sợ rằng là nếu như mình nói ra thì hai người sẽ không còn là bạn nữa ấy. Thì hiện tại á, hoặc là một số cái mối quan hệ Chi còn nhìn thấy là các bạn từ bạn đi tới cái mối quan hệ tình cảm nữa, cho nên là Chi cảm giác như là các bạn có đang còn sợ hãi một cái điều gì đó, hoặc là đang cái một điều gì đó đang còn giữ chân các bạn để cho các bạn không có thể hiện cái mối quan hệ, cái tình cảm của mình ra, không có thể hiện quá nhiều, không có để cho đối phương biết quá nhiều, thậm chí là còn tỏ ra là mình không có thích đối phương nữa, nhưng mà thực ra trong lòng nó rất là thích rồi. Và trong vòng 3 tháng nữa với một số bạn, Chị nhìn thấy cái sự tán tỉnh rất là nhiều, và các bạn với một số bạn thì chị cảm nhận được cái điều là các bạn sẽ chuyển cái mối quan hệ này từ bạn bè, từ sự tán tỉnh, từ crush sang một cái bậc tiếp theo, có nghĩa là một là chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, hai là
một người chính thức nói cái lời yêu, nói cái lời ngỏ tỏ tình với người kia, và các bạn đang ở trên cái giai đoạn là quyết định ấy, kiểu như là ví dụ như Chi nói là bạn tỏ tình với crush đi, hoặc là crush tỏ tình với bạn đi, nhưng mà bạn còn đang suy nghĩ, bạn chưa có muốn là đưa ra cái câu trả lời ngay, bạn muốn là ở cái giai đoạn này nó vẫn còn là cái giai đoạn tán tỉnh thôi, bởi vì bạn vẫn còn đang sợ một cái điều gì đó, hoặc là đang dè chừng một cái điều gì đó, hoặc cũng có thể là bạn đang có nhiều mối quan hệ bật đèn xanh nhiều, cho nên là bạn đang xem là ai mới là cái người mà mình cần phải, không phải là cần mà là ai mới là cái người mà mình thực sự có tình cảm á. Thì đó là cái những cái năng lượng mà Chi đang nhìn thấy ở đây. Thì trong vòng 3 tháng tới, tất cả những bạn nào mà chọn tụ 1 ấy, thì Chi cảm giác như thế này, Chi sẽ nói chung quy lại để cho hệ thống lại một lần nữa. Thì một số bạn Chi thấy là các bạn đang ở trong mối quan hệ yêu xa, thì khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ nỗ lực rất là nhiều, cố gắng rất là nhiều để mà mang cái mối quan hệ này, cải thiện cái mối quan hệ này và bù đắp cho cái mối quan hệ này sang một cái bậc mới hơn, sang một cái level mới hơn, là các bạn thấu hiểu cho nhau hơn và cảm thấy gắn bó với nhau nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là một số bạn đang nổi trội nhất là Chi nhìn thấy những bạn mà đang crush nhau, hoặc là những bạn mà đang đi từ tình bạn để mà đi lên tình cảm đôi lứa ấy, thì Chi cảm giác được những cái năng lượng tán tỉnh thả thính rất là tuyệt vời trong vòng 3 tháng tới là các bạn. Đương nhiên là các bạn vẫn sẽ suy nghĩ rất là nhiều và không biết là có nên chấp nhận cái mối quan hệ này không, hay là sợ mất bạn, hoặc là sợ rằng là nếu mà yêu nhau rồi thì nó có kỳ không, hoặc là sau đó những cái câu hỏi nào đó cứ ở trong đầu các bạn khiến cho các bạn không có quyết định là đi tới cái mối quan hệ này á. Nhưng mà từ 1 đến 3 tháng tới là Chi chắc chắn là cái chuyện đó nó sẽ được đi tới cái mục đích cuối cùng, có nghĩa là cái mối quan hệ này nó vẫn sẽ đạt tới một cái level cao hơn, nghĩa là các bạn chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm, hoặc là các bạn chính thức nói lời yêu nhau và bước đến với nhau á. Cái việc này á, các bạn thực ra là có một số bạn á, Chi cảm thấy là ở trong cái tình cảnh này, các bạn đã ở trong cái tình huống này, các bạn đã biết rất là rõ ở cái gut feeling của mình, có nghĩa là từ trong cái tâm mình, cái lòng mình á, là đã biết rằng là hai người sẽ đến với nhau rồi. Chứ đây không phải là một cái mối quan hệ mà crush, kiểu như là crush đơn phương, hoặc là bạn thích một người mà người đó không thích lại, hoặc là mối quan hệ mà nó mà bạn không biết là nó sẽ đi với đâu về đâu đâu, mà Chi nghĩ rằng là các bạn biết cái mối quan hệ này chắc chắn nó sẽ lên một cái tầm cao mới nữa, nó sẽ đi xa hơn nữa, nhưng mà các bạn còn đang lấn cấn ở trong lòng thôi, còn đang muốn coi trải bài như thế này, thì các bạn chắc chắn lại một lần nữa là trong vòng thời gian sắp tới là sẽ có cái chuyện tuyệt vời nó đến với cái mối quan hệ của mình thôi. Chứ Chi đang thấy là từ 1 đến 3 tháng nữa, trong vòng 3 tháng nữa cái mối quan hệ của các bạn rất là ổn. Wow, the Hierophant. Chi đang lật tarot. The Hierophant. Tất cả những cái gì mà các bạn gieo trồng từ khoảng thời gian vừa qua, thì đây là cái lúc mà các bạn gặt hái lại cái thành quả của mình. Có nghĩa là các bạn đã cố gắng rất là nhiều. Có thể là với các bạn mà có mối quan hệ rồi mà đang yêu xa, hoặc là đang không có sự tương tác, hoặc là đang giận dỗi nhau, không có tương tác nhiều với nhau á, thì các bạn đã cố gắng rất là nhiều để mà giải thoát cái tình trạng này, để mà cải thiện cái mối quan hệ này bằng cái cách là quan tâm nhiều hơn, hoặc là bằng cái cách là sửa đổi cái bản thân mình nhiều hơn để cho mình đỡ gặp phải những cái lỗi sai mà mình đã, ví dụ như là mình nóng nảy quá, hay là mình không hiểu cho đối phương, hoặc là mình đánh giá cái tình huống đó dựa trên cái bề mặt nhiều quá. Thì bây giờ các bạn đang nỗ lực rất là nhiều để mà cải thiện cái mối quan hệ này. Cái thứ hai nữa là nếu như các bạn ở trường hợp thứ hai, có nghĩa là đang còn crush nhau, đang tán tỉnh nhau á, thì tất cả những cái gì mà các bạn cố gắng khoảng thời gian vừa qua, vũ trụ sẽ trả lời cho các bạn một cách rất là xứng đáng. Các bạn gieo trồng cái mầm gì thì bây giờ là cái lúc để mà các bạn gặt lại những cái quả ngon, những cái đơm hoa kết trái đó. Rồi Hierophant, Chi cảm giác như là có một số bạn thôi nhá, thì Chi cảm nhận là các bạn học chung với nhau, hoặc là các bạn đang đi trên một cái con đường mà sự nghiệp khá là tương đồng, hoặc là các bạn đang trên hai cái con đường mà nói chung là vẫn còn đang ở cái trạng thái, kể cả các bạn đi làm rồi hay là vẫn còn đi học, thì các bạn đang ở cái trạng thái là học hỏi thêm,
Một cái khía cạnh nữa mà chúng ta cũng có thể hiểu được mà Chi cảm nhận được khi mà lật lên cái lá này, đó là các bạn học được những cái bạn mà trong mối quan hệ vừa qua mà có cái sự tương tác không có được gần gũi nhau, hoặc là có một cái sự cách trở trong cái tương tác của hai người ấy, thì qua cái giai đoạn này các bạn học được rất là nhiều, các bạn gain, các bạn thu sao ta hấp thụ được rất là nhiều kiến thức và rất là nhiều những cái bài học qua cái tình huống này, rất là nhiều những cái kinh nghiệm qua cái tình huống này. Wow, Three of Wands, đây sẽ là một cái chân trời mới dành cho các bạn. Còn chờ đợi gì nữa? Chị chỉ muốn nói rằng là tất cả những bạn đang muốn nói điều gì đó với đối phương thì còn chờ đợi gì nữa? Mà còn nhìn cái gì đó ở trên tay đằng kia, cứ còn đang phân vân cái điều gì đó mà chưa thả cái con chim này ra. Thả cái con chim này ra đi, các bạn sẵn sàng rồi. Chi không nói là mọi người phải thúc đẩy quá trình này để sao cho nó nhanh nhất có thể, vì cái điều mà các bạn thúc đẩy, các bạn chỉ càng đẩy nó ra xa thôi. Nhưng đây là một cái dấu hiệu của việc là it's time, có nghĩa là đây là perfect time, đây là thời gian hoàn hảo tuyệt vời để các bạn có thể nói ra cái lời yêu, các bạn có thể nói ra cái điều gì đó. Đừng có nghĩ rằng là mình không nên chủ động trước hoặc là không nên tiến tới trước, như thế là mình không đúng. Ví dụ như các bạn con gái thì các bạn lại nghĩ rằng mình bỗ bã quá, mình sởi lời quá, mình dễ dãi quá. Nhưng mà không, cái chuyện mà các bạn nói ra ngôn từ nó là năng lượng. Cho nên là các bạn trao đổi, hãy trao đổi năng lượng như cái cách mà người với người thôi. Đừng có nghĩ quá nhiều về chuyện giới tính hay là mình sợ hãi trong cái việc là người ta sẽ không chấp nhận cái lời tỏ tình, hay là cái lời ngỏ của mình, hay là cái lời xin lỗi của mình, hay là một cái lời nói nào đó để cho cái mối quan hệ này nó ổn hơn á, và nó đi xa hơn á. Thì hãy hãy nói ra cái điều đó. Chỉ còn một bước bước nữa thôi là các bạn nói ra thôi, thì cái mối quan hệ này nó tuyệt vời hơn rất là nhiều, nó đi theo cái hướng đúng của nó, và nó không có gì sai cả. Các bạn đã nhận được rất là nhiều tín hiệu, thậm chí là có những bạn trực giác mạnh ở trong cái nhóm này á, ở trong cái tụ Opal này á, thì các bạn đã biết rồi, có nghĩa là các bạn liên tục nhận được những cái tín hiệu từ vũ trụ về cái việc là có thể là các bạn đi hiệu sách, các bạn nhìn thấy tên cái người đó, hoặc là các bạn ngồi ăn uống ở đâu đi đường tự nhiên nhìn thấy tên cái người đó ở trên cái biển hiệu nào đó, hoặc là nghe thấy ai đó gọi tên cái người này thì các bạn bị giật mình ấy. Các bạn nhận được rất là, thậm chí là mơ về cái người này, các bạn đã nhận về cái cho mình cái tín hiệu từ vũ trụ rồi, nhưng mà không hiểu sao các bạn còn chưa hành động, còn lấn cấn cái điều gì, thì hãy gieo trồng nó xuống thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được hoa thơm cỏ ngọt. Các bạn nuôi dưỡng nó thì chắc chắn là nó sẽ lên được cái kết quả tích cực. Cho nên là hãy nói đi, chỉ cần trong khi các bạn trải nghiệm cái việc tình yêu đó, nói ra cái lời đó, thì các bạn vẫn trân trọng bản thân mình, mà các bạn vẫn yêu bản thân mình, các bạn vẫn biết rằng là cho dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cảm nhận được là mình thoải mái hơn rất là nhiều trong cái chuyện là mình let it go, nghĩa là thả những cái lời nói đấy ra. Thì đó là một số những bạn mà đang có dự định là nói ra một cái điều gì đó nhưng mà chưa dám nói. Nói đi, nói đi, chiến thôi, tới thôi, không còn gì để sợ nữa cả. Các bạn còn dè chừng cái gì vậy? Các bạn còn sợ rằng là mình phải có cái giá trị của mình chứ, mình phải ngồi đây đợi người ta tới với mình không? Hãy đi tìm cái hạnh phúc cho mình. Nếu như bạn muốn nói một cái điều gì đó ra rồi mà cái điều này suốt thời gian vừa qua nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là bí bách ấy, bí bách ấy, thì hãy nói nó ra, hãy nói nó đi, let it go. Chill with it. Có nghĩa là hãy chill với nó, đừng có quá đặt nặng vấn đề ở trong cái mối quan hệ này, hay là ở ở trong cái việc mà các bạn đang suy nghĩ quá nhiều về nó. Hãy đặt cái niềm tin cho nó, hãy gieo trồng cái niềm tin cho nó và biết rằng là nó sẽ quay trở lại, với tin rằng rằng nó sẽ quay trở lại, mọc lên thành cây cổ thụ, mọc lên thành cây hoa, đơm hoa kết trái, tỏa hương thơm rồi trái ngọt cho các bạn ăn. Thì các bạn phải tin và nuôi dưỡng cái điều này thì nó mới trở thành sự thật được. Đó là đối với một số bạn thì đang có ý định là tỏ tình á, mà muốn hỏi cái tụ bài này á, thì đây là cái câu trả lời rõ nhất dành cho các bạn, hoặc là một số bạn đang muốn ngỏ lời trước trong cái chuyện là
các bạn ở trong một mối quan hệ nhưng mà hiện tại không có nhiều tương tác với nhau á, thì các bạn đang muốn ngỏ lời trước, thì các bạn đang hỏi vũ trụ là không biết có nên ngỏ lời trước hay không, thì should it, nói đi, should it. Các bạn nghĩ nhiều quá, thinker, nghĩ quá là nhiều về cái vấn đề này mà không cần thiết phải nghĩ. Nói thì cứ nói ra thôi, hãy chill with it. Yang. Các bạn đang thiếu cân bằng giữa yin và yang. Có nghĩa là gì? Yin là trực giác, là những cái gì về cảm xúc này, về trực giác này, về sự kết nối này, về tâm linh này, về cảm xúc này, về sự cảm nhận. Thì yang là cái gì? Yang là cái điều mà các bạn dám làm, các bạn take action daily, các bạn get to the power, các bạn dùng cái sức mạnh của bản thân để mà các bạn nói này, hành động này, thực hiện. Có nghĩa là nếu như yin là nghĩ và cảm nhận, cảm thấy rằng là mình nên nói ra cái điều này, cảm thấy là mình tự tin với cái điều này, thì yang là cái sự tự tin của cái việc hành động ấy, của cái việc là các bạn dám hành động, các bạn dám thể hiện cái sức mạnh của bản thân mình. Cái việc mà các bạn nói ra không phải là cái việc mà các bạn cần cái người đó quá nhiều, mà cái việc các bạn nói ra có nghĩa là các bạn thể hiện cái inner child của mình, cái đứa trẻ bên trong của mình, dám thể hiện cái cảm xúc của mình ra, dám hành động, dám đi tìm và gặt lấy cái hạnh phúc dành cho bản thân của mình, dành cho riêng mình á. Go the distance. Wow, chỉ còn một chút nữa thôi là các bạn chạm đích rồi. Cho nên đây có thể là một cái thông điệp mà Chi nhìn thấy. Cái thông điệp này dành cho những cái bạn mà yêu xa á, Chi cảm nhận được cái từ yêu xa nó gửi trong đầu Chi. Thì những cái bạn mà đang yêu xa hoặc là có mối quan hệ xa á, go the distance. Cái lá này thông thường thì nó nói về cái chuyện là đi đường dài. Có nghĩa là tin tưởng vào cái việc là tất cả mọi thứ nó đều có thời gian hoàn hảo để nó diễn ra. Chứ không phải là tại sao các bạn cứ trách móc về cái điều là tại sao mình lại rơi vào cái tình trạng như thế này trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thì vũ trụ chỉ muốn nói với bạn rằng là tất cả mọi thứ nó đều có thời điểm hoàn hảo của nó. Và cái việc, cái mối quan hệ mà các bạn đang ở trong á, ở trong đó, cái mối quan hệ mà các bạn đang có là một cái mối quan hệ lâu dài, chứ không phải là một mối quan hệ mà tán tỉnh với nhau, thả thính với nhau rồi thôi, không gặp nhau nữa, không có liên quan với nhau nữa. Thì tất cả những cái mối quan hệ mà các bạn tụ một đang chọn ấy, kể cả là crush hay là kể cả là mối quan hệ của các bạn đang ở trong đó, thì đều là những cái mối quan hệ có cái niềm tin để đi về lâu về dài. Vì thế hãy đầu tư cho nó, hãy go the distance, hãy chịu khó, hãy kiên nhẫn, hãy dedicate, hãy dâng hiến cái niềm tin của mình dành cho cái mối quan hệ này, và hãy tin tưởng ở nó. Một số những cái đó là những cái ý nghĩa thông thường của cái lá go the distance này, là có nghĩa là nhìn về cái đường lâu đường dài, nhìn về cái sự ổn định ấy. Nhưng mà khi mà nó lên cái từ go the distance này, thì Chi luôn cảm nhận được rằng là nếu như bạn đang định đi thăm cái người đó, một số bạn thôi nhá, nếu như các bạn đang định đi thăm cái người đó, thì hãy xách ba lô lên và đi. Cho dù là tài chính của mình đang như thế nào, nhưng các bạn vẫn có thể đi được. Thì Chi không nói về cái chuyện là các bạn bay cả một quả địa cầu để bạn gặp cái người kia. Thì một số những cái bạn như vậy, thì nếu như các bạn có đủ điều kiện, thì mà các bạn đang có cái gut feeling là đang có cái tâm ý nguyện rằng là muốn đi sang đó để thăm bạn đó, thì hãy đi. Chi chỉ muốn biết là Chi chỉ muốn nói với các bạn rằng là bây giờ trực giác của các bạn đang mách bảo điều gì thì hãy làm điều đó. Bởi vì hiện tại Chi nhìn thấy trực giác của các bạn rất là mạnh. Cái gut feeling của các bạn ấy, cái cảm giác của các bạn muốn làm, được thôi thúc làm cái điều gì đó, nó rất là mạnh. Cho nên là bất kỳ điều gì đang có ở trong các đầu các bạn ngay tại thời điểm này thì hãy làm cái điều đó. Ok, đó là cái tinh thần của tụ một. Các bạn chọn đá oval trong vòng 3 tháng tới. Thì chỉ muốn nói, nhắn nhủ một cái lời nhắn với các bạn như thế này. Các bạn là những cái trái tim thực sự rất là chân thành, trung thành, chân thành, những cái trái tim quả cảm ở trong cái chuyện tình cảm. Và Chi biết là khoảng thời gian vừa qua nó không dễ dàng gì, khi mà các bạn cảm thấy rằng là mình không có nhiều sự tương tác, cộng với chuyện là từ trước đến nay những cái mối quan hệ của mình nó không ra gì cả.
Hoặc là nó có ra gì nhưng mà nó không có được lâu, hoặc là nó không có được hài lòng như mình mong muốn ấy. Thì tất cả những cái đó nó xảy ra chỉ là bởi vì để cho bạn có thể trưởng thành hơn nữa, để cho bạn có thể trưởng thành hơn trong cái chuyện tình cảm của mình, cộng với việc là nhận ra cái bài học về việc trân trọng mình và yêu bản thân mình là điều lớn lao nhất và là điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải làm. Ô, đồng ý với việc là chúng ta yêu thương, chúng ta mang lại tình yêu và ánh sáng cho vũ trụ này, chúng ta mang lại tình yêu và ánh sáng cho tất cả mọi người, chúng ta mang lại tình yêu, ánh sáng, cái sự bao dung dành cho tất cả mọi người và yêu những cái người khác nữa vô điều kiện, nhưng đừng bỏ quên bản thân mình. Bởi vì khi mà các bạn yêu thương và trân trọng giá trị của các bạn nhiều nhất thì tất cả những cái năng lượng tình yêu tích cực đó nó sẽ tự đến với các bạn chứ không cần thiết là phải đi tìm ở đâu cả. À, một điều nữa rằng Chi biết là một thời gian vừa qua có vẻ như có một số bạn cảm thấy rất là cô độc ở trong cái hành trình này, bởi vì các bạn ở một mình, hoặc là các bạn không có nhiều sự tương tác với cái người này, hoặc là trước khi crush cái bạn này thì bạn vừa bước ra khỏi một cái mối quan hệ mà bạn khá là cô đơn, hoặc là bạn bị từ chối bởi một người nào đó. Thì Chi chỉ muốn nói rằng đây, mọi thứ nó xảy ra đều có lý do, và cái việc cái mối quan hệ mà các bạn đang hướng tới ấy, nó hoàn toàn rất an toàn với các bạn. Vì thế mà nếu như đang có cái cảm xúc như thế nào, đang có cái cảm giác, đang có cái điều gì mà mình thực sự muốn làm hoặc muốn nói thì hãy shoot it, nói ra, làm đi. Dũng cảm lên, can đảm lên, một trái tim quả cảm, một trái tim chân thành và trung thành thì không bao giờ ngừng biết yêu cả. Cho nên là xin chúc mừng các bạn nhá, trong vòng thời gian từ 1 tới 3 tháng nữa. Khoảng thời gian 3 tháng nữa. Ok, giờ chúng ta sẽ tới với tụ hai. Tuyệt vời. Tụ hai các bạn có chọn trái tim Thạch Anh Tím Vân. Rất là đẹp. Ok. Chúng ta có trái tim Thạch Anh Tím Vân. Kết nối với tất cả những bạn chọn trái tim Thạch Anh Tím Vân tụ hai. Năng lượng tình cảm của các bạn, câu chuyện tình cảm của các bạn trong vòng 3 tháng nữa. Năng lượng tình cảm của các bạn, câu chuyện tình yêu của các bạn trong vòng 3 tháng nữa. Wow. Câu chuyện tình cảm của các bạn, năng lượng tình yêu của các bạn trong vòng 3 tháng nữa. À, đối với các bạn chọn tụ hai đá Thạch Anh Tím Vân, các bạn sẽ có một khoảng thời gian chữa lành và chuyển biến vô cùng mạnh mẽ trong vòng 3 tháng nữa. Có rất là nhiều tín hiệu và có rất là nhiều năng lượng đang chạy ở trong đầu Chi. Ngay bây giờ thì Chi cũng sẽ nói về tất cả những cái trường hợp đó. Thì hiện tại Chi đang thấy là năng lượng lớn nhất trong vòng 3 tháng tới ở trong chuyện tình cảm của các bạn chọn tụ hai á, đó là sự tha thứ. Thì bất kể cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, tình yêu này, bạn bè này, tình yêu đôi lứa này, crush này, hoặc là bạn bè này, hoặc là vợ chồng này, hoặc là đã sống chung với nhau, hoặc là đã đính hôn, hoặc là chuẩn bị cưới nhau, hoặc là yêu nhau được rất là nhiều năm rồi và hiện tại đang có những cái xích mích nào đó, những cái xung đột nào đó, những cái ảnh hưởng nào đó ở ngoại tố, hoặc là từ bên trong, sâu bên trong, những cái tổn thương về mặt linh hồn, về mặt tâm hồn của các bạn đã bị ảnh hưởng tới cái mối quan hệ này. Thì trong vòng 3 tháng nữa, năng lượng lớn nhất mà chị nhận được đó là sự tha thứ. Có nghĩa là các bạn không kết thúc, có nghĩa là các bạn tin tưởng nhau, các bạn một lần nữa cho cái mối quan hệ này một cơ hội, các bạn một lần nữa cho cái cuộc sống này một chút giai điệu. Các bạn không có quá mệt mỏi hay trách móc hay là hận thù hay là nghĩ quá nhiều về cái việc quá khứ đã xảy ra, về những chuyện đã xảy ra, về những cái nỗi lo mà các bạn đang có nữa, mà các bạn tập trung vào tình yêu.
Có nghĩa là các bạn tập trung vào cái việc hai người đang phát triển với nhau trong một cái mối quan hệ, chứ các bạn không có tập trung vào những cái gì mà nó đã xảy ra ở trong quá khứ nữa, nó đã xảy ra ở trong cái khoảng thời gian vừa qua hoặc là cái khoảng thời gian hiện tại bây giờ nữa. Thì một số bạn chỉ thấy là cái việc mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của các bạn á là về chuyện sự nghiệp và tiền bạc. Thì cái lá mà finances and career nó ám chỉ rất là nhiều cái trường hợp có thể xảy ra. Thì những cái trường hợp đang có ở trong đầu chi thì có vẻ như là một bên các bạn phụ thuộc quá nhiều vào cái chuyện tài chính của cái người đối phương. Có nghĩa là các bạn cảm thấy rất là áy náy hoặc là các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi trong cái chuyện là phải dựa vào đối phương để mà sống, phải dựa vào đối phương để mà đối phương giúp đỡ mình, để mà mình có cái khoản nào đó để mình chi trả cho cuộc sống. Hoặc là các bạn đang sống chung thì một người đang phải làm nhiều hơn cái người còn lại, bởi vì cái người còn lại đang gặp những cái khó khăn nhất định ở trong cái mối quan ở trong cuộc sống, ở trong sự nghiệp của mình á. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai mà chị nhìn thấy á, là một bạn hoặc là cả hai bạn đang tập trung vào sự nghiệp rất là nhiều và các bạn có những cái xích mích nhất định ở trong cái con đường sự nghiệp của mình, hoặc là một bạn thì đang có một cái ý tưởng, một cái giấc mơ nào đó để thực hiện, nhưng mà cái người kia, đối phương có vẻ là không hiểu cho cái bạn này. Hoặc là một số bạn thì có thể là đi tới những cái thành phố khác, hoặc là đi du học, hoặc là đi làm việc ở những cái nơi khác nữa. Hoặc nó chỉ đơn giản là cái việc là các bạn làm cùng chung một cái hướng, làm cùng chung một cái sự nghiệp, cùng chung một cái công việc, hoặc là trong cùng một cái nơi làm việc thôi. Nhưng mà có vẻ ở trong cái mối quan hệ này, cho dù nó có cái ảnh hưởng từ yếu tố sự nghiệp và tiền bạc nào đi chăng nữa, thì chị cũng đang nhìn thấy một cái sự phụ thuộc, một cái sự lệ thuộc vào người còn lại. Có nghĩa là trong mối quan hệ này thì đang có một người hơi bị lệ thuộc vào cái người còn lại. Kiểu như là nếu như không có cái người còn lại, không có cái người đối phương thì các bạn sẽ cảm thấy không sống được. Kiểu như là các bạn có những cái ý nghĩ rằng là mình phải gắn bó với cái người này, mình sẽ không thể nào mà tồn tại được, không thể nào mà sống được nếu như mà thiếu cái người này á. Hoặc là cái người kia ngược lại đối với bạn như vậy, thì bạn cảm thấy đang cảm thấy khó chịu khi mà cái đang bạn thì bạn rất là yêu thương cái người này, bạn rất là hỗ trợ cái người này, nhưng mà đôi khi là bạn muốn cái người này cũng học được cái bài học độc lập, tự lập từ cái phía bản thân họ nữa, nhưng mà họ đang gặp những cái khó khăn nhất định cộng với chuyện là họ chưa hiểu những cái điều mà bạn muốn, những cái thứ mà bạn muốn xây dựng trong cái mối quan hệ này á, cho nên là họ đang còn ỷ lại một chút xíu vào bạn. Thì cái việc mà bạn nên làm và chắc chắn là sẽ làm thôi trong vòng 3 tháng nữa, có nghĩa là các bạn sẽ có những cái cuộc nói chuyện rất sâu, kiểu như là deep talk á, thì các bạn sẽ nói chuyện với nhau rất là nhiều, chia sẻ với nhau rất là nhiều và đi tới cái vấn đề chủ chốt, cái vấn đề nền móng của cái việc mà các bạn đang bị xung đột, đang bị mệt mỏi ở trong cái mối quan hệ này á. Thì chị cảm nhận được là có những cái điều mà các bạn sẽ nói ra nó khiến cho cái người đối phương, hoặc là cái người đối phương sẽ nói ra khiến cho các bạn không được thoải mái cho lắm, nhưng mà các bạn sẽ tha thứ cho nhau. Những cái trường hợp còn lại thì có thể là các bạn xung đột một cái điều gì đó thôi ở trong cái sự nghiệp, trong cái công việc và tiền bạc của các bạn á. Hoặc là các bạn xung đột về một cái chuyện khác nữa, không cần thiết là phải sự nghiệp và tiền bạc. Nhưng mà khi các bạn xung đột và các bạn giận dỗi nhau như thế này, thì các bạn nhận ra rằng là những cái mà nó xảy ra ở trong cái sự xung đột này thực sự nó không đáng, và thực sự nó thể hiện một cái điều rằng là bạn đang phụ thuộc rất nhiều vào cái mối quan hệ này. Bởi vì chị biết là có rất là nhiều những cái tình huống nhỏ nhặt thôi nó xảy ra ở trong một cái mối quan hệ, mà mấu chốt của vấn đề khi các bạn đào sâu thêm á, thì chỉ là cái việc là các bạn cảm thấy không có được cái sự chú ý, hoặc là cảm thấy ghen tuông, hoặc là cảm thấy là mình bị không có được trân trọng ở trong cái mối quan hệ này, mình cảm thấy là mình quá là phụ thuộc vào cái mối quan hệ này. Nếu như mà nếu như các bạn không phụ thuộc thì việc gì các bạn phải để ý quá nhiều vào những cái chuyện mà nó đang xảy ra như vậy. Cho nên là, hoặc là cái người đối phương đang rất là phụ thuộc vào các bạn, cho nên là cho dù có chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa, thì trong vòng 1 tới 3 tháng nữa, trong vòng 3 tháng nữa, các bạn sẽ học được những cái bài học nhất định của cái mối quan hệ này thông qua cái việc là nói chuyện và tìm hiểu với nhau. Có nghĩa là các bạn sẽ nói chuyện rất là thẳng thắn với nhau, rất là chân thành với nhau và tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa để mà nâng cái mối quan hệ này đi xa hơn nữa. Cái việc mà các bạn giải quyết cái mối quan hệ này đối với những cái bạn mà chọn tụ Thạch Anh Tím Vân trái tim này ấy, thì các bạn không kết thúc nó. Có
Có nghĩa là các bạn không chọn cái cách rằng là à, mình đang có những cái mối quan hệ xung đột như thế này, mình đang 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 cảm thấy khó chịu như thế này thì mình sẽ kết thúc nó. Chắc là trong vòng sắp tới thôi mình sẽ kết thúc nó, nhưng không. Các bạn chọn cái cách là tha thứ. Có nghĩa là trò chuyện với nhau, hiểu thêm về nhau, tin tưởng ở nhau, giải quyết những cái vấn đề mà còn gây ra xung đột và giải thoát nó. Và sau đó là tha thứ cộng với việc học được những cái bài học nhất định trong những cái tình huống vừa rồi. Các bạn sẽ giết chết cái tinh thần của mối quan hệ cũ để bước tới một cái mối quan hệ mới, để nhìn tới với nhau một cái sự engagement, một cái sự engagement, một cái sự cam kết lớn hơn, một cái sự đính hôn lớn hơn ở trong cái mối quan hệ này, đính ước lớn hơn ở trong cái mối quan hệ này. Có nghĩa là mỗi một khi các bạn xung đột này, rồi sau đó các bạn nói chuyện chân thành với nhau, giải quyết và giải thoát cái xung đột đó, cộng với việc các bạn học hỏi và tha thứ cho cái tình huống đó, cho cái sự xung đột đó, và nhận biết được những cái ý nghĩa sâu sắc hơn thông qua cái chuyện xung đột vừa rồi, thì các bạn sẽ nâng được cái mối quan hệ này lên một cái tầm cao mới, lên một cái sự đính ước lâu dài hơn. Bởi vì đó là cái bài học ở trong cái mối quan hệ, nó là những cái thử thách để nâng cao cái sự gắn kết ở trong cái mối quan hệ này. Bởi vì thế mà các bạn chọn cái hướng đi đó, và chị rất là mừng là các bạn đã chọn cái hướng đi đó. Các bạn xây dựng một cái nền móng vững chắc ở trong cái mối quan hệ này. Bất kỳ bạn nào đang chọn cái tụ thạch anh tím này, chị nhắc lại lần nữa là đây là một cái trạng bài chung ở trên YouTube, và chị nhặt rất là nhiều, cộng với bài nữa cũng nhặt rất là nhiều những cái năng lượng khác nhau, cho nên sẽ có những cái bạn mà không liên quan tới câu chuyện của mình. Thì những bạn nào mà cảm thấy cái câu chuyện này không hề liên quan đến mình thì các bạn có thể chọn những cái video khác nhá. Nhưng mà đó, chị chỉ muốn nói rằng là các bạn đang gieo trồng một cái nền móng cực kỳ vững chắc cho cái mối quan hệ hiện tại mà các bạn đang có. Vì thế mà hãy tin tưởng đi, hãy tin tưởng chi đi, hãy tin tưởng mối quan hệ này đi và cái người đối phương đi, rằng cái mối quan hệ này sẽ đi rất là lâu dài, sẽ đi rất là ổn định, sẽ đi cùng với nhau một cách thấu hiểu nhiều hơn nữa, và cố gắng vì nhau nhiều hơn nữa, trân trọng cái giá trị của nhau nhiều hơn nữa, và trân trọng cái nền móng của cái mối quan hệ này nhiều hơn nữa. Thì đó là những cái gì mà các bạn đang chuẩn bị ở cái thời gian này á, ở hiện tại cái thời điểm này là có vẻ như các bạn đang chuẩn bị nói một cái điều gì đó với đối phương. Thì chị chỉ muốn nhắc rằng hãy tìm một cái cách nào đó để mà giao tiếp, tìm một cái cách nào đó, những cái lời nói của mình, hãy để ý cái lời nói của mình, để ý cái cách tiếp cận của mình với vấn đề sao cho nhẹ nhàng, chân thành, tình yêu và ánh sáng nhất. Đừng mang mọi thứ nó gay gắt lên hay là mọi thứ nó đổ bộ, đổ hết lên đầu người khác, hoặc là đổ hết lên đầu mình, hoặc là nói chung là nó phải có cái sự cân bằng và công bằng trong cái mối quan hệ này của hai người, phải có cái sự chân thành. Nhưng cách tiếp cận của các bạn á, nên là cái cách tiếp cận mang lại tình yêu và ánh sáng, chứ không phải là cái sự gay gắt hay là hiểu lầm nhau nữa, hay là cái sự xung đột nữa. Hãy có niềm tin vào cái mối quan hệ này. Hiện tại nếu như chị cảm thấy là có rất nhiều bạn đang mất niềm tin vào cái mối quan hệ này, cảm thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ không đi đến đâu, và sợ cái việc rằng là nó sẽ đi đến cái sự đổ vỡ, và trong khi các bạn nghĩ cái điều đó thì các bạn vô tình xây dựng nên cho mình một cái rào chắn giữa hai người, cộng với cái việc là xây dựng nên cho mình một cái rào chắn để mà tiếp cận những cái năng lượng tích cực ở trong cái mối quan hệ này. Các bạn không có tập trung vào việc ở thời điểm hiện tại thôi, các bạn không có tập trung vào việc được tìm thấy những cái phước lành ở trong cái mối quan hệ này và cái sự biết ơn ở trong cái mối quan hệ này, mà các bạn lại đang cô lập mình lại để mà rào cản cái mối quan hệ này đi xa hơn thôi. Bằng cách nào? Bằng cách mất niềm tin vào nó. Thì chị thấy rằng là tình cảm của các bạn còn rất là nhiều, có nghĩa là các bạn thực sự có rất là nhiều cái sự tin tưởng cho cái mối quan hệ này, nhưng thông qua cái xung đột vừa rồi, hoặc là cái sự hiểu lầm nhau, hoặc là cái tình trạng của mối quan hệ bây giờ mà các bạn mất niềm tin vào nó. Thì chị chỉ muốn nói rằng là đây không phải là một cái mối quan hệ mà các bạn có thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2 được, và các bạn phải kiên nhẫn với nó, phải có niềm tin với nó nhiều hơn nữa. Bởi vì cái này là những cái mà thử thách dành cho bản thân mình, chứ không phải là những cái mà mình mất niềm tin rồi mình đào thải nó ra khỏi cuộc sống của mình đâu. Bởi vì chị thực sự cảm thấy cái năng lượng của cái câu chuyện tình cảm của các bạn á, nó sẽ mang lại rất nhiều bài học cho các bạn, nó sẽ mang lại rất nhiều những cái sự trưởng thành hơn trong mặt tình cảm, trong các cái mối quan hệ tình cảm của các bạn,
Kể cả là ở thời điểm bây giờ hay là thời điểm sau này các bạn trưởng thành, hoặc là sau này các bạn lớn hơn nữa, hoặc là sau này các bạn lập xây dựng gia đình, thì cái mối quan hệ này cũng sẽ là một cái mối quan hệ rất quan trọng ở trong cái giai đoạn trưởng thành của các bạn. Giai đoạn mà tìm kiếm, nói chữ kinh nghiệm thì không phải, nhưng mà ý là giai đoạn thu thập những cái hành trang cho mình để cho mình trưởng thành hơn nữa ở trong cái chuyện tình cảm đôi lứa, ở trong cái chuyện tình yêu, ở trong cái chuyện xây dựng gia đình, ở trong cái chuyện đối đáp và những cái mối quan hệ với người khác, cộng với cái chuyện là tìm lại bản thân mình ở trong một cái mối quan hệ đang gặp vấn đề. Thì đó là những cái điều mà rất tuyệt vời khi mà các bạn, nó như là một cái kho tàng, kho báu đối với các bạn á, trong cái việc là các bạn đi tìm cho mình một cái mối một cái hạnh phúc của đời mình. Thì đây là những cái mà các bạn cần phải trải qua, bởi vì hạnh phúc của các bạn á không phải là các bạn đi tìm và các bạn thấy được cái hạnh phúc đó ở trên đường đâu, mà các bạn gặt hái được nó từng ngày ở trong tất cả những cái mối quan hệ mà các bạn trải qua, cộng với tất cả những cái thử thách mà các bạn phải trải qua ở trong một cái mối quan hệ. Thì các bạn là cái người xây dựng nên cái hạnh phúc của chính mình lên, xây dựng lên cái hạnh phúc của chính mình thông qua những cái bài học từ những cái mối quan hệ, cộng với những cái bài học từ những cái thử thách ở trong mối quan hệ. Chứ không phải là các bạn đi tìm hạnh phúc là các bạn đi một đường xong rồi các bạn thấy là à kia anh kia là hạnh phúc của mình, à kia cô kia là hạnh phúc của mình, là mình kiếm về là mình sẽ kiểu như là gắn chặt với nó và không đi đâu hết, bởi vì đây mới là hạnh phúc của mình. Thì không phải. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái mà các bạn tìm thấy, các bạn tự xây dựng lên cho mình qua mỗi những cái thử thách, qua mỗi những cái mối quan hệ. Thì đó là cái khái niệm của Chi về cái việc hạnh phúc mà Chi muốn các bạn hiểu được. Thì nó sẽ khiến cho các bạn nhẹ nhõm và khiến cho các bạn tự tin hơn rất nhiều trong cái quãng trong cái sự trưởng thành tình cảm của mình á. Ok, đó là những gì đến với tụ hai trong vòng 3 tháng nữa. Bây giờ Chi sẽ chuyển qua tụ 3 ha. Tụ 3 các bạn cũng chọn một viên đá tình yêu rất đẹp. Thạch anh hồng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ 3 thạch anh hồng nha. Kết nối với tất cả những bạn chọn tụ 3 thạch anh hồng, kết nối với tất cả những bạn chọn tụ 3 thạch anh hồng, năng lượng tình cảm của các bạn trong vòng 3 tháng nữa, câu chuyện tình yêu của các bạn trong vòng 3 tháng nữa sẽ như thế nào, có chuyển biến gì không, có sự xoay chuyển nào trong năng lượng tình cảm của các bạn hay không. Wow, điều đầu tiên mà Chi nhìn thấy là nếu như có những bạn nào đó, một số bạn nào đó đang chọn cái tụ 3 này, đang chọn thạch anh hồng và đang có những cái sự hiểu lầm cộng với cái chuyện xích mích với gia đình, hoặc là có những cái mà lâu nay rồi không giải quyết được với gia đình á, thì cái khoảng thời gian trong vòng 3 tháng nữa, xin lỗi các bạn, chị bị ợ. Ở trong khoảng thời gian 3 tháng nữa, hoặc là từ 1 tới 3 tháng nữa, thì cái vấn đề đó nó sẽ được giải quyết. Có nghĩa là các bạn sẽ ngồi xuống, chỉ cảm nhận được những cái hình ảnh của việc ngồi xuống, trò chuyện với nhau nhiều hơn, bỏ qua tất cả những cái sự xung đột đó, bỏ qua tất cả những cái mà nó không có phục vụ cho cái mục đích hạnh phúc của gia đình cộng với mục đích hạnh phúc của chính bạn. Thì mọi người sẽ cùng nhau chữa lành cái vết thương đó bằng cái cách là tiến lại gần với nhau hơn nữa. Cái thứ hai mà Chi nhìn thấy được á, có một số bạn sẽ gặp một người mới. Chi chưa nhìn thấy cái lá new love, nhưng mà Chi đang cảm nhận được là các bạn, có một số bạn gặp được một cái người rất là thú vị, một cái người mà rất là thu hút các bạn, nhưng các bạn còn đang kiểm soát bản thân mình rất là nhiều. Các bạn còn đang chưa biết rằng là có nên tiến tới cái mối quan hệ này hay không, có nên tiến tới chuyện là để cho người ta biết mình có tình cảm với người ta hay không. Vừa nói xong thì cái lá new love này nó xuất hiện mọi người ơi. Wow,
Các bạn sẽ gặp một người mới. Tất cả những bạn chọn tụ ba ơi, những bạn còn đang độc thân ơi, các bạn sẽ gặp một tình yêu của đời mình cho mà xem. Các bạn sẽ gặp một người mà vô cùng cuốn hút các bạn luôn, cộng cả với việc là bạn cũng là một cái đóa hoa cực kỳ thơm đối với người ta luôn. Rất nhiều cảm xúc lãng mạn trong vòng 3 tháng tới, tán tỉnh nhau rất nhiều, thể hiện tình cảm với nhau rất là nhiều, thể hiện cái sự quan tâm đối với nhau rất là nhiều. Chemistry, wow, rất nhiều kết nối, rất nhiều chemistry cho các bạn tụ ba trong vòng 3 tháng nữa. Chị xin chúc mừng các bạn độc thân chọn tụ ba. Love yourself first. Chị cảm nhận được nhá, là các bạn chọn tụ ba, với một số bạn các bạn chọn tụ ba, khoảng thời gian vừa qua các bạn học được rất nhiều bài học về chuyện yêu bản thân mình. Có nghĩa là các bạn tập trung vào cái chuyện yêu bản thân mình nhiều hơn, tập trung vào cái chuyện phát triển bản thân nhiều hơn, trân trọng giá trị bản thân nhiều hơn, take care of yourself, yêu bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc cả bề ngoài lẫn tâm hồn, thể trạng, tâm trạng, năng lượng của các bạn nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên cái việc đó nó đã vô tình các bạn sử dụng luật hấp dẫn, hoặc là vô tình hay là cố ý, nhưng các bạn đã sử dụng luật hấp dẫn để mà thu hút lại một cái năng lượng trùng tần số với các bạn ở cái thời điểm hiện tại. Có nghĩa là một người cũng mang lại cái năng lượng tích cực đó, cũng yêu bản thân mình, thậm chí rất trân trọng bản thân mình, cộng với cái việc là bạn ấy cũng trân trọng bạn luôn, trân trọng một cái mối quan hệ, trân trọng một cái việc, một cái sự trân trọng tình yêu, trân trọng tình cảm ở trong cuộc sống này, trân trọng mọi thứ, có nghĩa là biết ơn cái cuộc sống này. Thì khi bạn đang ở cái tình trạng, cái giai đoạn là các bạn học được cái cách yêu bản thân và biết ơn cuộc sống, thì các bạn thu hút lại một cái năng lượng y hệt như vậy, trùng tần số với bạn. Và cái việc mối quan hệ sắp tới nó xảy ra ấy, nó cực kỳ đáng mong đợi. Nó rất rất đáng mong đợi trong khoảng thời gian 3 tháng nữa. Wow. Chị rất là vui cho các bạn, bởi vì những cái năng lượng mà chị đang cảm nhận được á, về cái chuyện là các bạn yêu bản thân mình nhiều hơn rất là nhiều, các bạn trân trọng bản thân mình nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên vì thế mà các bạn gặp được một cái người mà rất trùng tần số với các bạn, và các bạn sẽ cảm nhận được như kiểu là soulmate ấy. Các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều tình cảm và cái sự lãng mạn từ cái người này. Có kết nối rất là nhiều. Thậm chí là có những bạn khi mà gặp nhau, khi mà gặp cái đối phương, cái đối tượng mà chị đang nói tới ấy, có những bạn đang chọn tụ thành anh hồng này này, các bạn sẽ bị sẹt điện ấy, kiểu như là tiếng sét ái tình ngay lập tức ấy. Các bạn sẽ bị lôi cuốn vào nhau ngay lập tức ở trong cái khoảnh khắc mà các bạn gặp á. Chị không hiểu sao nhưng mà chị lại có cái ý nghĩ này, nhưng mà chị đang cảm giác rằng là có hai bạn coi được cái video này sẽ gặp nhau, hoặc là các bạn gặp nhau xong rồi sau đó nhìn được cái video này của chị, hoặc là một bạn nhìn thấy trước và một bạn nhìn thấy sau. Nhưng tóm lại là hai bạn, một số chị chỉ nhìn thấy một hai trường hợp rất là nhỏ thôi nhá, nhưng mà chị cảm giác được rằng là sẽ có những cái bạn gặp nhau ở cái video này, hoặc là gặp nhau thông qua những cái video của chị, sau đó các bạn đến với nhau, các bạn trò chuyện với nhau, các bạn tán tỉnh nhau, các bạn xây dựng một cái mối quan hệ rất là tuyệt vời với nhau ấy. Wow. Một cái thông điệp lớn nhất mà chị nhìn thấy hiện tại đối với các bạn tụ ba đó là let go of control issue. Có nghĩa là gì? Cởi bỏ cho mình tất cả những cái nào mà nó đang gồng, nó đang cùm mình lại. Có nghĩa là những cái còng tay mà nó đang còng tay các bạn lại ấy. Bất kể cái sự sợ hãi nào đó, không dám tiến tới một cái mối quan hệ, nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ một cái mối quan hệ, giải thoát mình khỏi tất cả những cái ý nghĩ đó. Chị biết là khoảng thời gian vừa qua các bạn đã làm việc rất nhiều với bản thân mình, đã cải thiện hơn rất nhiều những cái năng lượng tiêu cực ở trong bản thân mình. Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi, là khi gặp một người các bạn không còn sợ hãi nữa, các bạn thả mình vào một cái mối quan hệ nhiều hơn là cái việc dè chừng và sợ hãi, thì chỉ còn một chút đó nữa thôi. Hãy cố lên, hãy vững tin lên, hãy cho mình, hãy nghĩ rằng là mình xứng đáng để nhận một cái tình yêu thương, và mình xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa. Các bạn đã rất là chăm chỉ. Wow. Các bạn đã rất là take care of yourself. Các bạn đã rất là chăm sóc bản thân mình. Các bạn đã rất
chú tâm vào cái việc là phát triển bản thân mình trước. Và đây là cái thời gian để các bạn gặt hái được cái câu trả lời từ vũ trụ cho cái việc là các bạn sử dụng luật hấp dẫn. The Star, đây là một cái mối quan hệ wow, mang lại cho các bạn rất là nhiều niềm tin ở trong cuộc sống này. Thậm chí nó là một cái mối quan hệ để cho các bạn mở lại 7 cái chakra của mình, thông suốt lại 7 cái chakra, không phải là mở lại lúc nào chakra cũng mở, nhưng mà thông suốt lại, làm rực sáng lên, mở rộng lại, cân bằng thêm 7 cái luân xa của mình ở trong cái năng lượng của mình. Vì Chi luôn luôn nhìn thấy cái lá giờ xa này với 7 luân xa, cho nên Chi cảm giác như là bạn sẽ mở được năng lượng rất là nhiều, bạn kết nối lại với chính bản thân mình rất là nhiều, cộng với kết nối với cái thế giới này, với cái vũ trụ này. Khi hai bạn gặp nhau, cảm thấy rất là nhiều, Chi không biết phải thử sử dụng từ gì, nhưng mà cảm thấy rất là nhiều cảm xúc này, tình cảm, sự kết nối, điện xẹt, nói chung là kiểu như là lên đỉnh trong ngoặc kép ấy khi mà gặp nhau ấy. Nhưng mà cái lên đỉnh này có nghĩa là lên đỉnh ở trong cái chuyện mà tinh thần của các bạn lên đỉnh ấy. Nhưng mà đó là cái năng lượng mà Chi muốn diễn tả. Ngoài ra thì nó còn có năng lượng của balancing. Các bạn đang cân bằng lại cái cuộc sống của mình rất là tốt. Trong cái chuyện tình cảm của mình, năng lượng của mình, yin yang, các bạn cân bằng lại tất cả những cái yếu tố đó. Các bạn cân bằng lại 7 cái luân xa đó. Wow. Wow. Khoảng thời gian vừa qua các bạn đã phải đấu tranh rất là nhiều. Khoảng thời gian vừa qua các bạn đã phải đấu tranh và làm việc với bản thân mình rất là nhiều như Chi vừa mới nói. Và Chi chỉ muốn các bạn nhắc lại cái lá này á, là cái lá mà Chi cảm thấy như nó một lần nữa nhắc lại cái chuyện là các bạn sẽ bị xung đột ở trong đầu mình khi mà gặp cái người này ấy. Có nghĩa là gặp cái người này thì bạn cảm thấy rất là lên đỉnh rồi, các bạn cảm thấy lên đỉnh tinh thần rồi, các bạn cảm thấy rất là muốn đến với cái người này và muốn tìm hiểu thêm cái người này rồi. Nhưng mà trong đầu các bạn lại nghĩ là không biết có phải cái người này là cái người mà Chi đang nói đến không? Cái người này có phải là cái người mà ok, đúng với mình hay không? Tại sao mình lại có cái cảm giác này với người ta? Tại sao cái cảm giác này lại kỳ cục như vậy? Rồi nhỡ đâu người ta lại đối xử với mình như cái mối quan hệ trước thì sao? Nhỡ đâu người ta lại khiến cho mình không có yêu bản thân mình nữa thì sao? Trong khi là mình đã có một cái khoảng thời gian làm việc rất nhiều với bản thân mình rồi thì đừng làm chuyện đó nữa, đừng nghi ngờ nữa. Cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ đáng, xứng đáng để các bạn Page of Swords, xứng đáng để các bạn vươn mình ra đó, xứng đáng để các bạn đối đầu với nó, xứng đáng để các bạn hứng nhận. Đây là một cái lá mà ngoài cái chuyện nó nói về cái năng lượng của cái việc là dũng cảm, can đảm và đối chọi với tất cả mọi thứ, thì Chi đang cảm nhận rất nhiều một cái năng lượng của việc là đây là cái mối quan hệ mà các bạn đã gieo trồng bao nhiêu lâu nay, cái luật hấp dẫn đối với vũ trụ. Và đây là cái lúc mà các bạn đứng lên để các bạn kiểu như là ưỡn ngực ra và nhận tất cả những cái năng lượng đó, những cái sự trả lời đó từ vũ trụ dành cho các bạn á. Hãy nhận lấy nó, hãy nhận lấy cái điều tuyệt vời này sắp tới trong khoảng tầm 3 tháng nữa, 1-3 tháng nữa hoặc là trong vòng 3 tháng nữa. Hãy nhận lấy cái sự tuyệt vời này, bởi vì Chi thực sự nó là những cái rất tuyệt vời đến với bạn trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài cái chuyện là các bạn chữa lành được những cái mối quan hệ với gia đình của mình, các bạn còn gặp được một cái người rất là tuyệt vời như thế này nữa. Cho nên năng lượng tình cảm của các bạn trong vòng 3 tháng tới sẽ rất là tuyệt vời và đáng mong đợi. Thì cái lá Healing Family Issue này, ngoài cái chuyện là các bạn chữa lành được những cái xích mích và những cái năng lượng mà không cần thiết, không mong muốn đối với gia đình, thì cái lá Healing Family Issue này nó còn là cái lá nó gợi cho Chi tới cái năng lượng của cái đứa trẻ bên trong, có nghĩa là inner child, inner children. Chi cảm nhận được rằng là ở trong những cái mối quan hệ trước, các bạn bị vấn đề của inner child rất là nhiều, có nghĩa là các bạn không có dám thể hiện bản thân mình, các bạn không có dám thể hiện cái cảm xúc thật của mình, các bạn đã sống giả tạo ở trong tất cả những cái mối quan hệ đó, hy sinh rất là nhiều và kiểu như là sống đeo một cái mặt nạ ở trong một cái mối quan hệ rất là nhiều từ trước đến nay. Và đây sẽ là cái thời điểm các bạn healing được cái vấn đề đó, cái vấn đề mà inner child của các bạn, cái vấn đề mà các bạn bị ảnh hưởng từ bé đến giờ, không có dám thể hiện cảm xúc của mình, không có dám yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, buồn thì nói buồn, bực thì nói bực. Các bạn sẽ không còn như vậy nữa. Các bạn đang làm việc lại với bản thân mình và các bạn đang cho cái inner child của mình, cái đứa trẻ bên trong của mình được sống một lần nữa, được tìm về với chính bản thân mình, được thể hiện ra nhiều hơn. Cho nên là cái việc đó
vũ trụ đã nghe thấy, vũ trụ đã chứng kiến thấy, vũ trụ sẽ trả lời lại các bạn với những cái năng lượng tuyệt vời nhất ở trong vòng 3 tháng sắp tới. Wow. Thì muốn rút thêm cho các bạn một lá Whisper of Love để xem cái lời khuyên dành cho các bạn trong cái những bạn mà chọn tụ ba. Wow, nó nhảy ra. Choose love. Wow. Tập trung vào tình yêu. Như chị nói với các bạn vừa nãy thôi, tập trung vào tình yêu, không có tập trung vào cái việc là à người này tại sao người ta lại đến với mình, à tại sao mình lại cảm thấy như thế này, rồi người ta có như thế nữa không, hay là mình nghi ngờ bản thân, hay là mình sợ hãi một cái điều gì đó. Chọn tình yêu, tập trung vào tình yêu thôi, tập trung vào cái việc mình đang có tình cảm với người ta đang có tình cảm với mình, tập trung vào cái chuyện là cái sự phát triển tình cảm của các bạn nó đang được cải thiện và nó đang được thể hiện ra cho cái đứa trẻ bên trong của mình được sống. Inner child, yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ. Cảm xúc của mình như thế nào thì mình bộc lộ ra như vậy. Hãy sống như những đứa trẻ vậy đó, để cho các bạn có thể nhẹ nhõm nhất, thoải mái nhất có thể. Và cái lá thứ hai nữa là cái lá have patience. Tất cả mọi thứ nó đều có quá trình của nó, cho nên đừng thúc đẩy một cái điều gì cả. Cái người này họ đến với bạn ở cái thời điểm nào thì nó sẽ là cái thời điểm đó, là cái thời điểm hoàn hảo đó. Và cái người này đến với bạn, hai bạn lúc nào mới yêu nhau thì hãy để cho tất cả những cái chuyện đó nó có thời gian để xảy ra, nó có cái quá trình của nó xảy ra, chứ không phải là người ta vừa mới xuất hiện và bạn muốn phải yêu nhau say đậm, sâu đậm ngay lập tức và phải đến tới hôn nhân hay là sống tới lâu dài với nhau, hay cam kết với nhau một cái gì đó ngay lập tức. Hoặc là bao giờ khi mà gặp nhau rồi thì bao giờ cái người này nó mới tỏ tình với mình đây, bao giờ mình mới nên tỏ tình với người này đây. Đừng có nghĩ tất cả những cái chuyện đó, hãy cho mọi thứ có thời gian, hãy kiên nhẫn với nó để cho cái quá trình nó được xảy ra một cách tự nhiên. Đừng thúc đẩy một cái điều gì cả và đừng nghi ngờ một cái điều gì cả. Bởi vì vũ trụ đang mang tới tất cả những cái gì tuyệt vời nhất với các bạn vào cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Cho nên, wow, Wheel of Fortune. Hãy tin vào cái sự thay đổi vận mệnh này của chính mình, hãy tin vào cái cơ hội này để cho mình được yêu thương một lần nữa, trải nghiệm tình yêu một lần nữa. Wow. Chi thấy mừng cho các bạn rất là nhiều, Chi rất là vui khi mà đọc được cả ba tụ bài ngày hôm nay đều là những cái sự xoay chuyển rất là tuyệt vời, rất là tích cực ở trong tình yêu. Ok, Chi xin cảm ơn tất cả các bạn đã chờ đợi video của Chi, và Chi sẽ sớm ra video hơn nữa, nhiều hơn nữa. Tập trung vào cái việc chữa lành và chạm tới, hỗ trợ các bạn chữa lành thì đúng hơn, bởi vì Chi không muốn gọi mình là một người chữa lành, Chi muốn gọi mình là một người hỗ trợ chữa lành hơn, bởi vì trong tất cả các bạn đều có kỹ năng chữa lành. Nghĩa là bẩm sinh bất kể một ai đó ở trên thế giới này đều có cái tiềm năng chữa lành cho bản thân và cho người khác nữa, cho nên Chi chỉ muốn gọi mình là một người hỗ trợ thôi. Thì nếu như các bạn muốn kết nối với Chi nhiều hơn và đọc thêm được nhiều trải bài chung hơn, chọn thêm nhiều tụ bài hơn, thì các bạn hãy tới với Instagram của Chi. Chi có để ở dưới phần description box để các bạn có thể có những cái câu trả lời cho mình hàng ngày về những cái mà các bạn đang đang khúc mắc á. Thì Chi làm cái việc đó hàng ngày ở trên Instagram. Chi sẽ cố gắng tập trung vào cái việc trải bài chung, chạm tới nhiều bạn nhất có thể bằng cách là ra video nhiều hơn nữa. Trong cái khoảng thời gian sau Tết, sau khi mà Chi đi Hà Nội về, sau khi mà tất cả mọi thứ nó đi vào ổn định rồi, sau Tết rồi. Vì các bạn biết đấy, Tết thì kiểu như là chạy như là mèo vờn chuột ấy, tất cả ai cũng bận rộn như vậy, cho nên là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày sớm nhất. Chi sẽ cố gắng trước Tết làm 1 đến 2 cái video nữa để cho các bạn ăn Tết được ngon nghẻ và vui vẻ nhá. Ok. Và sắp tới Chi cũng sẽ cố gắng là livestream một vài ngày gì đó để có thể kết nối được với các bạn tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tin tưởng ở Chi và đã kết nối với Chi. Chi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một ngày không xa, rất sớm thôi, Chi hứa. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.